một số mẫu lắc mới nhất bên mình nha. Đây là mẫu lắc nam, cả nam và nữ nha các bạn. Đây một cái lắc giả đúc của bạn. Lắc này 1 lượng 8 2 7 với tầm khoảng hơn 60 triệu gần 70 triệu các bạn. Lắc này dạng lắc giả đúc nha. Và đeo rất là mềm luôn các bạn. Nó không rồng luôn. Rất là sáng. Lắc này dành cho nam đeo nha. Đây một màu lắc cũng giả đúc luôn các bạn. Lắc này gần 1 lượng 9 nha. Đây. Lắc này tầm khoảng hơn 70 triệu chút xíu nha. Giá vàng hiện tại là 3.500.000 một chỉ nha các bạn. Là vàng 18K nha. Đây cái chạm của nó rất là sáng các bạn. Đây là mặt sau nha. Còn đây là mặt trước các bạn. Nhìn về một số mẫu. Đây một mẫu lắc là cũng siêu to luôn. Lắc này lượng 1 và 1 lượng 2. Lắc này nam nữ gì đeo cũng được luôn nha. Em thường thì nam sẽ đeo nha các bạn. Đây lắc là mẫu lắc là tầm khoảng hơn 5 chỉ nè. Mình về cũng rất là nhiều luôn. Có dạng trên và dạng chữ N. Tầm khoảng 20 triệu một chiếc lắc này nha. Đây lắc dạng trên 5 chỉ 69, khoảng hơn 20 triệu nha các bạn. Đây lắc N nè các bạn. Rất nhiều. Đây. Lắc dạng lắc giả đúc size nhỏ. Lắc này 8 chỉ nha các bạn. Lắc này thì nữ cũng đeo được luôn nha. Thường thì nam sẽ to hơn nữ nha các bạn. Đây, rất là sáng luôn. Lắc này chạm hai mặt nên nó cũng rất là nhẹ các bạn. Đây về một số mẫu lắp giả đúc nè, dành cho nữ đeo nữa các bạn. Các bạn to bạn nhỏ luôn nha. Lắp này tầm 4 triệu một lắp nha. Tầm khoảng 10-15 triệu các bạn, 14-15 triệu. Đây lắp bản kim tiền, hai mẫu. Lắp này hơn 6 triệu một lắp này dành cho nữ nha các bạn, rất là sáng luôn. Tầm khoảng 23 triệu một lắp nha. Đây lắp châu. Châu nữ này lắp này hơn 2 chỉ nha, tầm khoảng 7 triệu hơn nha các bạn. Lắp kim tiền về cũng rất là nhiều. Đây. 2 chỉ đến 3 chỉ nha các bạn. Tầm khoảng từ 7 triệu tới 8 triệu. Để thêm một mẫu lắp bản to hơn, chỉ 5 chỉ hơn nha. Tầm khoảng 19 triệu nha các bạn. Đây mình về lắp tổng thạch dành cho nữ nha các bạn. Lắp tổng thạch dành cho nữ. Cho những người lớn tuổi các bạn, những cô tầm khoảng từ 60 tuổi trở lên thì đeo lắc này sẽ đẹp và sang nhé. Tầm gần 2 chỉ thôi, tầm khoảng 7 triệu nha. Đây mẫu lắc neo này. Lắc này hơn 2 chỉ thì tầm khoảng gần 8 triệu nha các bạn. Đây, rất là xinh luôn. Chờ neo này, kim tiền nha các bạn. Lắc này hơn chỉ hơn gần 2 chỉ thôi, tầm khoảng 7 triệu. Đây, mẫu lắc này thì 3 chỉ, hơn 3 chỉ nha, tầm khoảng 12 triệu nha các bạn. Đây về kim tiền. Đây mẫu kim tiền là siêu bự các bạn, mẫu này cũng 3 chỉ thôi, 2 chỉ rưỡi á. Thì tầm khoảng gần 9 triệu nha các bạn. Đây mình về hai lắc nha. Đây, rất là sáng luôn. Đây mẫu lắc hồ ly nè. Mẫu này 2 chỉ thôi, tầm khoảng 7 triệu nha các bạn, hơn 7 triệu chút xíu đó. Đây lắc đá màu các bạn, màu xanh. 2 chỉ 39 thì tầm khoảng hơn 8 triệu các bạn. Đó là một số mẫu lắc mới nhất bên mình nha.